Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại video tiếp theo của Nghiện Design. Hôm nay lượn trên Facebook thì mình thấy các bạn chia sẻ rất nhiều về cái ảnh mà stock bị ám màu như thế này nhé. Và các bạn rất nhiều bạn là chia sẻ cái hình sau khi khử màu thì được cái hình ảnh như này. Đây, như này, hình này thì lúc nãy mình vừa mới thử xong. Rồi ok, trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn khử màu cho cái hình stock này nhé. Stock này là của bạn Ngọc Long, bạn chia sẻ trên Facebook. Thì các bạn nếu muốn thử thì mình sẽ để link tải ở phần mô tả để các bạn tải về dùng thử nhé. Ok, đầu tiên để làm thì mình mở cái hình stock lên. Đây là file RAW nhé. Rồi sau khi mở file RAW thì hình ảnh sẽ tự động vào camera RAW. Đấy. Nếu mà các bạn dùng các phiên bản khác không mở lên camera RAW thì các bạn có thể vào edit này, sau kéo xuống dưới cuối cùng ấy, camera RAW. Các bạn tích sang và tích chọn vào cái phần open ấy thì nó sẽ mở lên cho các bạn nhé. Rồi, đối với hình này để việc đầu tiên mình cần làm là khử cái màu cho cái mẫu này đã. Đó. Rồi sau đó mình sẽ quay lại chỉnh sửa, điều chỉnh ánh sáng. Đấy, để làm sao cho cái ảnh nó đẹp hơn. Đấy, để khử màu thì các bạn làm như sau. Đầu tiên thì các bạn chưa quan tâm đến cái phần ánh sáng này đâu. Các bạn có thể khử màu trước. Này mình sẽ kéo xuống giảm xuống một chút này. Đó. Để cho cái sắc độ màu nó giảm đi một chút, nó nhẹ đi. Đây, các bạn có thể theo dõi như hình nhá. Thì mình vừa làm mình vừa nhìn. Đó. Rồi, ok. Tiếp đến này, với cái phần color mixer này thì các bạn chủ yếu là kéo các cái màu canh màu blue này, hay là màu tím, hay là màu hồng này này. Đó, các bạn giảm đi. Đấy. Các bạn vừa giảm vừa nhìn nhé. Đó, vừa mắt mình. Rồi, ok. Tiếp đến các bạn đến cái tab cuối cùng này. Đó, đối với phần này thì cũng nó có các kênh màu cho mình điều chỉnh. Đấy, thì mình giảm ám cái màu ở kênh blue này đi nhá. Đấy, phần resolution mình kéo xuống. Đấy, các bạn như này thì mình đã giảm đi được rất nhiều cái màu hồng này, kể cả những cái vùng mà nó bị nhiều như này. Đó. Phần trên thì các bạn cũng điều chỉnh lại. Đó, phần solution thì các bạn, cái phần trên các bạn kéo vừa rồi nhé, không cái ảnh nó sẽ bị nhợt nhạt ra ấy. Rồi, đấy. Sau khi kéo xong thì mình đã giảm được gần như là cái phần màu tím, màu hồng, màu ám trên người mẫu nhá. Đấy, nó ra cho mình cái phần da như thế này. Để tiếp theo là các bạn cần điều chỉnh cái màu da làm sao cho nó đẹp và nó phù hợp hơn. Mình tăng sáng của ảnh một chút này. Phần nhiệt độ, cái phần nhiệt độ màu này thì mình muốn đẩy cao lên một chút. Đó. Màu xanh này mình sẽ kéo về cái màu xanh nhiều hơn ấy, mình lại giảm xuống. Đó. Phần này mình đẩy lên cái phần màu nóng một chút. Ok. Phần da thì mình kéo xuống nó mịn đi một chút nhé. Thì da bạn mẫu này nó cũng khá đẹp rồi ấy, nên mình không cần phải xử lý nhiều. Rồi, tiếp theo các bạn là cái phần color grading này. Đó. Đây cũng chia thành các cái màu và cái phần sáng tối để mình điều chỉnh. Ở đây đối với phần highlight này thì mình sẽ muốn ám cho nó cái nên mình sẽ tăng cái phần xanh này lên để cho da mẫu nó nhìn nó sẽ trắng hơn ấy. Đó. Phần shadow này thì mình sẽ muốn để cho nó hơi cái màu tím tím hồng hồng một chút, tại vì đây là cái ảnh chụp ở trong cái điều kiện mà có cả ảnh sáng xanh và ánh sáng nó hơi tím tím ấy, thì nó sẽ ám lên cái phần tóc này nó hơi tím tím một chút này. Mình để một chút thôi.
Đó. Bạn có thể chọn cái phần màu xong kéo cái phần bên ngoài này nhé. Rồi, phần này thì mình sẽ để lên cho nó hơi xanh một chút, ít thôi. Đó, thì nó sẽ giữ lại cho mình cái phần màu da nó còn màu cam cam này này. Đó. Ok. Rồi, tiếp theo các bạn bật cái bảng cover này lên. Mình điều chỉnh ánh sáng ở đây một chút nhé. Ok. Rồi bây giờ thì các bạn điều chỉnh lại tiết màu một chút cho nó cái màu da của mẫu nó đẹp hơn. Phần color mixer này các bạn cũng điều chỉnh thêm ánh sáng của cái màu thôi nhé. Đấy, các bạn cứ điều chỉnh kỹ một chút thì cái ảnh nó sẽ đẹp hơn. Ok, sau khi điều chỉnh thì các bạn đã được cái da mẫu như này. Mình đã khử được hoàn toàn các cái phần màu tím và hồng bị ám lại ảnh của mẫu nhé. Việc còn lại các bạn cần điều chỉnh lại cho ánh sáng của vùng da của mẫu nó sẽ đẹp hơn. Đấy. Ở đây thì các bạn có thể tăng nét lên một chút này. Mình vào filter này. Đó, poser này, phần custom này. Thì các bạn để cái thông số như mình nhé. Đấy. Thông số này thì mình thường dùng để làm cho cái ảnh chân dung ấy, nó sẽ tăng độ nét lên. Đấy. Rồi, đó mình xóa các cái phần da xấu này đi. Đó, ở đây mình dùng công cụ G này, công tắc là G á. Mình xóa đi. Đó, phần da này các bạn có thể nhìn rõ hơn cái phần da bị thâm ở đây bằng cách là có thể làm như thế này nhé. Đầu tiên thì các bạn bật cái bảng cover lên. Đó. Các bạn, kéo cái vùng sáng vùng tối này. Đó. Rồi, ok. Tiếp theo là các bạn tạo cho nó một cái màu hue ở trên. Rồi, ở đây các bạn chọn chế độ hòa trộn là color nhé. Đó, điều chỉnh lại cái này một chút này để nhìn rõ hơn cái phần phần mụn hoặc là cái phần da nó bị thâm ấy. Đó, mình nhìn bằng mắt thường có thể hơi khó nhìn thấy. Đó, đấy, ở đây các bạn dùng công cụ G xóa tiếp. Đó.
tượng rõ hơn này. Ok, mình làm qua vậy thôi. Đó, điều chỉnh cho nó sáng một chút đã. Nếu muốn điều chỉnh tiếp thì các bạn lại bật camera raw lên nhé. Tiếng tắt là Ctrl Shift A. Vào đây các bạn điều chỉnh tiếp. Ok. Đấy, như vậy là các bạn đã thử màu xong và chỉnh sửa qua cho cái ảnh mẫu này thì nó sẽ không còn cái màu ám nữa. Nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh để xem các video tiếp theo của Nghiện Design. Ngoài ra thì Nghiện Design thường xuyên chia sẻ những các cái tài liệu để các bạn sử dụng trong quá trình thiết kế và học thiết kế của mình. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.